Quang sẽ nói cho các bạn nha, bây giờ là Quang mới vừa làm hết vùng nửa mặt phía bên này. Thì cái rãnh ở chỗ này nó đã được căng lên, cải thiện rất là nhiều. Những cái khóe mắt, những cái vùng da mà Quang mỗi lần soi gương kỹ mỗi buổi sáng thì thấy nhăn bây giờ thì nó sẽ giảm rất là nhiều. Mới là cái liệu trình đầu tiên, cái góc hàm của Quang nó cũng sẽ được thu vô và nó săn chắc hơn. Bây giờ rời lên da, nếu mà các bạn thấy ngoài đây rời lên da thì thấy nó mịn màng và nó căng hơn rất là nhiều. Đây chỉ mới là một cái liệu pháp mà gieo trồng những cái kích thích collagen trong đây thôi. Thì cái này nó sẽ còn hiệu quả trong vòng vài tháng tới nữa. Rõ ràng thấy nửa mặt nó khác liền á, chỉ sau khoảng chừng 30 phút. Nếu cho em được tư vấn thì em sẽ nghĩ anh sẽ làm những vùng nào? Anh sẽ cần làm nó vùng vùng mặt, vùng má, vùng má này, vùng này. Tại sao? Vùng má của anh có nghĩa là do cái vùng viền hàm là một cái vùng rộng nhất mũi má của anh, thì cần đến cái sự độ đàn hồi săn chắc da, nó sẽ săn chắc hơn cái vùng má của mình. Lúc đó mình thấy cái mặt mình nó như thế nào? Sẽ săn chắc hơn. Săn chắc đây là tại vì mới làm xong thì cái hiệu quả của nó chỉ tầm khoảng 10-20% thôi. Trên người em thấy là độ săn chắc là khi còn là khách thì sẽ xài cái sờ trên da của mình. Nửa vùng này mình làm, nửa vùng này mình không làm, so sánh hai bên nó sẽ khác nhau. Chỉ là một lần và sử dụng công nghệ này một lần duy nhất. Một lần duy nhất và đẹp lên từng ngày sau vài tháng. Thế vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm therapy, thực hiện therapy trên bàn quang. Thấy không? Thấy mình có thấy đau không? Không hề thấy đau luôn, thấy không? Đó. Nó châm vô rất là nhẹ, những cái kim nó nhẹ. Nó không phải là kim nữa mà nó là những cái tia gọi là siêu âm. Nó làm cho thành những cái vụ nổ nhỏ, hạt nhân nhỏ, li ti ở trên dưới cái bề mặt da của các bạn. Xong rồi nó làm cho cái chỗ đó nó phát nhiệt. Phát nhiệt là 70 độ C, thấy không? Đúng rồi, 60-70 độ C thì cái lượng nhiệt đó rất là nóng, 100 độ C là coi như là nấu sôi luôn á, và 70 độ C thì làm cho nó kích thích một cái máy gọi là máy tạo collagen. Máy tạo collagen đó nóng quá nó chịu không nổi, nó mới bắt đầu sản sinh là collagen làm cho cái da mặt mình nó căng lên từng ngày từng ngày.